2014 giải đặc biệt lên đến 30.500.000 đồng. Một tràng pháo tay dành cho thông tin này ạ. Và quý vị khán giả Quảng Nam rất là ngây ngất với thông tin tôi vừa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nổi bật nhất đêm nay, đó là chiếc TV LED 40 inch. Cháu lên lớp 6 rồi, bây giờ cháu đảo đều giúp chú với thủ phiếu lên. Các cháu bé đứng xích ra để cho bà con, cô bác, tất cả các anh chị cùng nhìn thấy. Cháu đảo đều lên, thật đều lên. Cảm ơn cháu rất là nhiều. Bây giờ còn lại cháu thò trong thủ phiếu, cọc sâu xuống dưới, gương máy đảo đều lên, máy đều lên. Nhìn sang kính camera mà không nhìn được thủ phiếu nữa. Rồi bây giờ bốc nhanh giúp chú một lá phiếu, nhanh nhanh nhanh. Rồi, cảm ơn cháu bé rất nhiều. Bây giờ cháu hãy cùng đứng đây cùng với chú xác nhận xem những khách hàng này là ai, khách hàng này đến từ đâu. Vị khách hàng nào trúng giải này nhớ cháu bé đang đứng cạnh tôi sẽ là người xin được chúc mừng khách hàng Nguyễn Thị Nhung. Quy hoạch nhỏ lại rồi, xin được chúc mừng khách hàng cho ba số phiếu 00093. Vâng, xin được chúc mừng khách hàng tên Nguyễn Thị Nhung, đại bái Sa Bình. Chúng tôi thân thiếu xin trân trọng kính mời ông Đặng Văn Bộ, Phó trưởng Công an huyện Gia Bình. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Tam Hạ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần IKT sẽ lên trao giải nhất dành cho khách hàng. Vâng, xin trân trọng kính mời ông. Đội bay của Công ty Điện Nguyên Tử Vcell Việt Nam tại đây tổ chức chương trình mừng khai trương tư mừng khuyến mại, chương trình bốc thăm trúng thưởng đợt 1 khép lại 4 ngày. Cháu đứng dịch rồi, em đến dịch rồi. Ở nhà đứng lên, em đứng lên sau đi. Rồi, Châu ơi, đâu, ra đây. Đây, 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 hai vợ chồng đi hai xe thôi. Đi một xe. Một xe hả? Có còn những đứa đây đâu? Ra đây, ra đây không? Đấy. Chương trình Tisel tài trợ cùng Phạm Thịnh. Vâng, được rồi ạ. Vâng, xin được cô tá. Vâng, được rồi ạ. Cô ấy đảo thật đều phía đây ạ. Vâng, đảo thật đều phía đây ạ.
ủng ạ. Đây quý vị lưu ý là cố gắng chơi ít nhất là 2 tỷ trở lên nhé. Và khách hàng may mắn được sử dài 465-552-1979 ạ. Bác Huy đâu ạ?
khác muốn ra được. Thank you.
Linh muốn dành đến cho tất cả quý vị khách hàng đã tin tưởng và tin dùng sản phẩm của Caru, cũng như là chương trình bốc thăm đặc biệt này được diễn ra và cơ cấu giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Tổng chúng ta sẽ tìm ra rất nhiều vị khách hàng may mắn sở hữu cho tất cả quý vị khách hàng đã mua hàng tại siêu thị điện máy Thọ Thinh trong khuôn đến hết ngày 24 tháng 8 năm 2014. Quý vị sở hữu những vào từ ngày 10 tháng 8 và ngày 18, ban tổ chức đã bốc thăm một chương trình cho vào thùng phiếu và chúng ta sẽ tiếp tục bốc thăm để tìm ra những vâng có vị khách hàng nào không ạ? Vâng, chương trình là hoàn toàn miễn phí cho quý vị. Vâng, và mỗi vị khách hàng sẽ được nhận một phần quà của chương trình. Khi đội đó thành chiến thắng, giảm giá xuống chỉ còn 1.250.000 đồng thôi quý vị. Vâng, siêu rẻ ạ. Vâng, máy sục ozone. Vâng, máy sục ozone cho gia đình của quý vị. Vâng. Và quý vị nào muốn lên tham gia? Vâng, chương trình, vâng, trò chơi chúng tôi xin được giữ bí mật. Nhiệt tình thôi quý vị. Khách hàng nào là khách hàng nhiệt tình nhất trong buổi sáng hôm nay? Vâng, trong buổi tối hôm nay ạ. Good.